Hello, xin được chào cả nhà. Thì hôm nay mình có đi ăn buffet tại khách sạn Sheraton, là nơi mình làm việc gắn bó cũng rất là lâu. Và sẵn thì mình cũng sẽ quay lại để mình lưu lại làm một kỷ niệm và nhờ YouTube cất giữ. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng quay các món ăn ở trong khách sạn Sheraton nha. Rồi, xin mời các bạn cùng coi với mình nha. Sao bạn bạn này phải không? Mày hai bạn nào em? Hai bạn này hả? Thì 8 người đúng rồi. Thì sắp chia ra ngồi thôi. Sang đó chết á, con giò chết á, bên kia rồi, bên kia rồi, tay cạn bên kia rồi, hả? Tay cạn bên kia rồi, con giò này còn lẩu gì lẩu nấm hả? Chào Thiền. Hả? Đó, anh đi 8 người lận, đi coi với lại bà xã với thằng nhóc nữa. Đang ngồi bên kia kìa. Vừa cả xe với lại vừa đi cao luôn. Nhóc anh đâu rồi? Đi cao
đang đang ở bển kìa, đang đi vòng vòng của bển. Chào Bảo. Hả? 17 rồi. Thì à, chuẩn bị làm lớp 12 rồi đó. Mày lớp 12 rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Con heo á. Heo vàng. Ê, Hào đâu sao không thấy vậy? Hả? Hào đâu? À chứ không để bên này nữa hả? Đây là sushi. Trứng cá hả? Dạ, trứng cá. Mở quán hay gì anh Lai? Hả? Nào, mở quán à, lô em đi ủng hộ. Bán bình dân à, đâu có gì đâu. Mình thêm ra là mình giật. Mới có điện dòng thôi. Ê, chào con. Này đứng bên này kia hả? Tao qua thăm này nữa. Nãy giờ chưa thăm nó. Sao rồi? Đang bán gì? Hả? Ê, cái này để dành cho anh mấy cắt cho anh mấy miếng đi. Hả? Ăn liền á, cắt ra mấy miếng này để anh đem lại bàn, cắt nhỏ nhỏ thôi thì cắt ví dụ khoảng cắt cho anh khoảng bữa nay 8 người. Cắt anh 8 miếng nhỏ nhỏ thôi đừng có bự quá, hiểu không? Cắt cho anh 8 miếng đi. Đó đúng rồi, 8 miếng. 8 người, người miếng ăn cho biết thôi. Chào em. Dạ, đây bán. Lát có kem gì đặc biệt ta? Ủa bữa nay không có cái kem lạnh hả? Kem trộn giờ nổi là thứ 2, thứ 5 mới có. Vậy hả? Bữa nay có đặc biệt là cái gì? Dạ, có bánh rep sầu riêng. Rep sầu riêng vậy thôi hả? Wow. Tưởng này có kem cuộn chứ. Còn cái này là ngoài là những cái kem này thôi phải không? Ok, cảm ơn em. Ôi, chào anh. Ăn gia đình, nay đi 8 người rồi.
ép tay sinh. Nếu sầu riêng đổ cái anh coi coi. Ủa nay có trà sữa nữa hả? Dạ. Hả? Trà sữa rồi rồi trái cây à, trái cây nữa phải không? Dạ đúng rồi. Trời, nay nay con gái đứng đây nữa hả? Dễ thương thấy ghê. Dưa leo hả? Dưa leo, dưa hấu. Dưa hấu. Dưa leo. Cà rốt. Trời. Cứ làm đi, lát anh quay lại anh lấy cũng được. Mấy mấy gái của anh là có chưa? Rồi, chút xíu đi, chút xíu anh quay lại anh lấy. Sao rồi? Ăn được không? Hả? Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Đúng con. Có làm nóng lại không? Hả? Tôm nóng rồi phải không? Mấy tôm mấy đồ lạnh á là muốn ăn nóng là phải đem qua bển làm nóng lại, nhưng mà anh có kêu tôm với ghẹ rồi thấy không, cái này không cần à, mấy cái này khỏi, ý là khỏi. À, thấy không, lấy tôm ra đằng ngoài đúng không? Chấm muối xanh nữa không? Bài không? Thì cái video này á là mình quay lại, mục đích là mình sẽ làm kỷ niệm ngày gia đình có cơ hội đến khách sạn Sheraton, là nơi mình làm việc và gắn bó rất là lâu. Thì cũng như là mình cũng chia sẻ những cái món ăn ở trong khách sạn, cái quầy buffet có cái gì này nọ, thì các bạn cũng có thể tham khảo và coi cho nó vui thôi. Rồi, và mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.